Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem về cách người ta trồng ấu các bạn. Đây là cây ấu các bạn, ở dưới này là cây ấu nè. Cây ấu người ta trồng mà bây giờ nó bị tàn rồi các bạn ơi. Ta thu hoạch cũng nhiều lần rồi, bây giờ nó tàn rồi, bây giờ người ta bơm nước ra. Nó cho nó khô rồi nó chết các bạn. Đi đường này không được, thì xinh quá. Nó chết rồi người ta sẽ ương, người ta trồng lại cái khác các bạn. Wow, xinh quá xinh. Này bình thường là nước dữ lắm nha các bạn. Nó trồng cái này là cây ấu này nó nằm tuốt ở dưới nước các bạn ơi. Này tại vì nó tàn rồi người ta mới bơm ra này các bạn. Bơm nước ra. Bơm nước ra cho nó héo nó chết thì người ta sẽ ương lại cái khác các bạn. Nào giờ mình cũng mới thấy các bạn ơi. Ở đây cũng gần gần nhà mình. Còn nhiều không chị? Còn ấu nhiều không? Dạ. Trái trái ấu á. Còn ít là tại vì bẻ ba bốn đợt á. Dạ. Cái này nó tàn rồi ha. Dạ. Ôi nhiều quá kìa. Dạ. Nằm dưới gốc quá ha. Này trái ấu các bạn, mấy trái này trái non, có trái già. Đây trái ấu nè các bạn. Này mình thu hoạch đợt này nữa là tàn bỏ hả chị? Rồi, cho nó chết rồi mình trồng khác ha. Cái này mỗi lần trồng người mình mấy tháng mới thu hoạch chị? 3 tháng. Cũng trồng bằng cái trái này luôn hả chị? Trái ống luôn đúng không? Trái gì đây, nó mọc cái dây lên. À. Cái trái. Dạ. Dòm cái lá nó giống giống như cái lá bông súng ha. Hai đợt đầu chắc nhiều lắm hả? À. Này trồng nằm ở tuốt cái ở trên mặt nước ha. À, nó nổi lên giống như cái ống súng vậy ha. Cái rễ nó ăn ở dưới mà, nè cái rễ nó dài vậy nè. Cái này trồng thì nước cao lắm, nước cỡ này bữa hổm đi ngang mình thấy nước cao lắm các bạn. Bữa nay nó bị tàn rồi, nó bơm ra các bạn, bơm ra lấy hết rồi xịt cho nó chết. Xong rồi mới ương lại. Miếng này cũng mấy công hả chị? Yeah. Lúng, nó lúng.
Nguyên miếng này mà có hai người đi bể á, lâu dữ rồi các bạn ơi. Nói chung cái này chỉ móc lại thôi các bạn. Còn nhiều dữ không con? Dạ. Ồ, có cá lóc nữa. Nhiều quá. Dạ, đặt lợp rồi. Lợp ếch. Dạ. Này quá trời cũ luôn nè. Lúc mà nó còn ấy chắc cũ nhiều lắm hả cô? Trái này nha. À. Nhiều, bây giờ tàn rồi. Dạ. Mỗi một bụi vậy là nó nhiều không cô? Lúc mà nó còn lúc chưa tàn á. Nó cũng năm sáu trái. À. Năm sáu trái, năm sáu trái. Rồi cái mình nuôi cái mình vàng đẻ cái trái non được sao mình đẻ. Dạ. Đẻ lần lần gì cái nó ra trái nữa, bây giờ nó cũng ra trái nè. Dạ. Nó tàn cái bây giờ mình bỏ ha. Ừ. Mình xịt cho nó chết rồi mình ương lại. Mình đi mua con giống khác chứ mình dạ. Không có ương được. Dạ. Vậy là cái trái ấu này người ta ương sẵn hay không? Ương sẵn cho mình mua ở trên tuốt ở trên ấy nè. Dạ. Lao dung. Dạ. Bẻ giáp một cái là như là bắt đầu bẻ qua bên nào bẻ qua một bên. Dạ. Cái giáp mà cái bẻ lại thì đó. Dạ. Thì có ba mẹ con bẻ. Dạ. Bắt lưu qua. Cái này bẻ xong cái là chắc một hai bữa là bẻ nữa rồi đúng không? Bẻ xong rồi bắt đầu buộc cái mình bẻ bữa đầu đó. Dạ. Bẻ lại. À. Bẻ lần bẻ cũng có ba lần. Ba lần là tròn rồi đó. Lựa những cái già mình bẻ thôi ha. Cái này một ký mình bán được nhiêu cô? 10.000. Ký 10.000. Dạ. Này mình bẻ gì chắc không hết đâu hả cô? Không, lựa cái già bẻ cái non bỏ rồi. Dạ. Thấy quá trời luôn rồi, sao mà lựa hết nổi. Như hồi mới mình bẻ hết, bẻ qua bẻ giáp. Dạ. Cái gì còn mới rồi trái nó còn ấy đó. Bắt đầu bên đây bẻ qua. Trái nó mọc nữa các bạn. Ừ. Qua rồi mình bẻ lại. Bây giờ mình lựa cái nãy ấy mình bẻ. Rễ nó dài, cái rễ nó ăn xuống đất nè các bạn. Cái này nó nổi lên trên mặt nước gì nè. Chắc cái lúc mà nó mình thu hoạch chắc nó dễ bẻ hơn hả cô? Tại nó nằm lên trên ha. Nước nó nằm lên trên ha. Dạ. Cái này bữa hổm mình đi ngang thấy nước lên khoảng nhiêu đây nè các bạn, cho nên là chắc bơi xuồng bẻ dễ hả cô ha? Không, cũng lội. Cũng lội hả? Dạ. Tới đầu gối. Dạ. Nhưng mà nó cũng dễ bẻ hơn ha, tại nó nằm ở trên đó. Dở lên, dở luôn. Dạ. Con đất mà có nước thì dở lên. Dạ. Thích cái này nè. Dở cao lên vì bị nó dài nè. Dạ, cái chân nó dài ở dưới nè. À, dở lên vậy đó. Rồi bây giờ thì bị nó khô. Dạ. Cái này lúc mà nó còn còn cái thu hoạch mà là mấy lần đầu của con. Một lần thu hoạch vậy được mấy trăm ký gì không? Dạ. Bán được 5 triệu. Dạ. Làm sao cũng bán được 4-5 triệu. Nó cũng như làm ruộng hả cô ha? Ừ. Mới cực. Dạ. Cực hơn làm ruộng. Nói ngay đi. Cái này cũng không có bỏ vốn gì nhiều. Dạ, công thôi ha. Này nó đỡ vốn hơn làm ruộng nhưng mà nó tốn công nhiều. Nói chung mình cũng lấy công làm lời thôi. Cũng cỡ 2 triệu gì à. Dạ. Xung quanh mình có khả năng cái mình nuôi cá mình. Ồ, trồng mớp quá nhiều hả con ha? Ừ, thấm trên bao trồng mớp. Dạ. Nó cũng lợi được cái này kia mình trồng đủ thứ. Bên đây mớp. Thấm chứ có làm gì vậy chứ. Dạ. Ở đây có làm gì vậy? Có mấy năm rồi làm ruộng. Dỗ thế mà làm ruộng. Đất ở ngoài đó đó. Dạ. Được nhiêu công cô? Được ngoài được mười mấy công. Dạ. Mà bằng hết khu này là mướn luôn. Dạ.
Ruộng thì mười mấy công thì làm đủ ăn thôi. Thì giá 30-40 công, 40-50 công đồ mới có khá nổi. Đủ ăn, không biết đủ gì đó. Lại quay cái có đám hàng tháng tốn tiền đám không mà thấy. Mời anh em mình không đi. Mình có người ta chặn cái chảo lại nhà cây 20-30 ký vậy đó. Dạ. Cũng bán cũng được. Thôi. Mới ban đầu á thì đi bán lẻ, bị mới ban đầu tôi chưa có hay. Dạ. Đi bán một 2-3 lần gì đó. Cái bắt đầu người ta biết rồi, người ta lại người ta mua. Này chúc vô cô căn cho con 10 ký ha. Dạ. Dạ đây nè. Dạ đi dạ. Vô. Dạ. Thì chừng nào cô vô thì cô căn cho vô con. Luôn hả? Dạ. Ở trong nhà cũng còn mấy ký. Dạ. Căn 10 ký được. Cái nào nổi nhất ra. Dạ. Cái nào nổi là cái nó non. Dạ, nổi lên nó bị non ha. Ờ. Chứ đâu phải để gì mà bán. Dạ. Thì... một bụi gì là chắc một trái quá hả? Nhóc trái chứ. Không, ý nói là một bụi gì, là mình lúc mình ương á là một trái ha. Ừ. À, một trái áo ra một bụi ha. Nó ương, dạ. Lên chảnh mình mua cái lần nó đi. Dạ. Nó đi 1.000 cộng á. Dạ dạ. Nó cột lại. À, 100 hà, 100 cộng. Dạ. Cột lại bó, bó vậy đó. Rồi mình về mình ghim xuống đất thôi ha. Về cái mình chậm thế. Dạ. Chậm xuống đất. Là được rồi, không phải mà chế ống. Được rồi là người ta như người ta chậm cái ruộng rồi nè. Dạ. Rồi lên mua cái người ta cắt. Dạ dạ. Cắt bây giờ như cái xương hoa vậy đó. Dạ. Thế cũng giống như trái ha. Cũng được. 3 lần rồi. Một lần trước trồng bên đó đó, bên đó có ít mà. Chả bán được có 30 triệu bạc. Cái đợt sau cái trồng đây. Trồng đây cái ốc ăn hết trơn. Không có bán được ngàn nào hết. Mình chế ấu giống cái đầu con trâu các bạn. Đầu con trâu bò có sừng. Kêu bằng ấu sừng trâu. Này cũng như cắt lúa bằng tay vậy á, khum suốt luôn rồi. Nãy giờ cũng nhiều quá à. Ủa, cũng bự không kìa. Già ha. Củ này ăn sống ngọt quá bạn ơi. Thịt không? Ăn sống ngọt ngay à. Ngọt quá bạn ơi. Giống như mùi như của năng ha, năng của sắn. Bé nào tới giờ? À. Còn thấy gì còn nhiều lắm mà chịu mất còn cũng nhiều quá. Dạ. Dạ dạ, nãy chỗ đó có cái cầu của con. Này lúc mới chắc dở lên thấy ham lắm ta. Nhiều củ lắm ha. Ngày đẻ 100 ký. À. Bây giờ ngày đẻ có
30 ký. Mình bẻ được mấy đợt? 4 đợt. À. Trồng vụ gì đó cũng cỡ tiền làm lúa thôi. 3 tháng thu hoạch. Trong thời gian mà nó có ấu rồi đó là mình thu hoạch được khoảng tháng ha. Bẻ xe vòng cho trái nó lớn ha. Mấy trái già. Lúc mình bẻ mình lựa trái già, xong rồi mấy trái non từ từ nó lớn lên đúng không? Thấy bẻ ống này cực quá. Khum khum giống đi cắt lúa ngày xưa mà cắt bằng tay á cô. À có nước ha. Có nước đỡ hơn ha. Được không? Chừng té nha. Dưới này là nguyên cái đường mương các bạn. Đường mương để trồng vàng bầu, vàng mướp. Cái này nuôi cá cũng nghiêm lắm. Trời, cù nèo các bạn ơi. Này cù nèo rừng nhớ các bạn. Này nèo rừng chứ không phải cù nèo tây tượng. Vô rồi các bạn ơi. Nó cũ này quá bự luôn các bạn. Đó, à, ống non đó. Ống non hả? Ừ, non cũ bự quá ha. Ăn đi. Ăn chơi đi, chết cho ăn ít để về ăn sống chơi. Ngọt lắm. Biết rồi, phải. Có ăn rồi. Nãy giờ bự bự ngoài ăn rồi đó. Phải không? Đây trên bờ vuông đó. Dẹp dẹp lên lụm rồi. Dạ. Đen chuột mà, đen chuột gặp là phải ăn rồi. Gặp là phải mấy là ướt liền, chuột gặp mấy trái này hơi lắm. Gặp ly rồi. Chín rồi. Trái đã, chín tím đã. Này, ấu mình đi quay sáng này các bạn. Mình có chia cô đó lại chục ký luôn các bạn ơi. Về cho người ít ít ít. À, còn như mình luộc còn nhiều lắm. Rồi mời các bạn luôn các bạn ơi. Giờ luộc dòng cháu à. Già ngon ha. Lúc nó còn tươi nó đỏ đẹp á. Cái ấu già là nó gì nè, nhọn hai sừng hai bên đi gan sừng con trâu trâu nước. Bột các bạn ơi. Ờ, mời bạn nha. Đã. Cái coi cây ấu nó một cây vậy nè, biết nhiêu trái dữ luôn. Nhiều lắm, một lá là một trái, lá hai trái, lá một trái hai trái đó. Chùm chùm luôn mà. Nguyên một về nãy giờ mình cũng mới thấy cái ấu các bạn. Nhìn giống cái sừng trâu ngày xưa. À, hôm qua lúc mình đi quay là ấu đó nó tàn rồi các bạn ơi, người ta bơm nước ra rồi đó. Bơm nước ra cuốn về. Bơm nước ra là người ta bỏ đó, người ta xịt thuốc cho nó chết hết rồi người ta gieo lại cái khác các bạn. Ấu tươi nó nặng nhẹ cái nó. Ừ, mời các bạn nha. Nó tới mới là tới gì vậy ta? Giòn giòn không? Nó lạ lạ. Bột. Nó lạ. Quá trời bột. Êm quá. Này ấu của người ta phải ấu mà được mình trồng mình tự bẻ ha. Đã hơn nữa. Cái hôm qua em đứng trên bờ ganh em lượm được mấy củ. Ba dục lên. Vì ấu đó người ta trồng nước lên tới đầu gối. À, cái cùi nó mọc vô trong cái bụi. Người ta lội đi, người ta dở lên. Hồi đó giờ em cũng mới thấy đi bẻ ấu ngày qua luôn á. À. Sáng luôn á. Chứ ấu nọ giờ mình biết cái ấu thôi, mình không biết cái dây ấu nó ra làm sao, lá nó ra làm sao các bạn. Ừ, nó mọc mà hồi đó mình tưởng nó nằm dưới đất không các bạn ơi. Không phải, nó dính trên cái bụi cây. Lá
dính gần trên lá đó, ở đầu ta bẻ, trái nào già ta bẻ ta lấy, trái non ta để đó từng lễ sau ta bẻ xây vòng hoài. Hôm qua đi ngang thấy lụm lụm tưởng đâu lụm ốc, bơm cạn vuông lụm ốc rồi nó ấu đâu. Hồi đó giờ mới thấy ở đây đó. Cũng có mấy người trồng thôi bạn ơi, vòng vòng ở đây cũng có mấy chỗ trồng à, chứ không phải người ta trồng nhiều đa số đâu. Thế là dạng trồng vui thôi, trồng không... trồng kiếm thu nhập chứ trồng vui. Thu nhập mà dạng mà thu nhập nhẹ trong gia đình thôi, cũng làm gì đó. Nói chung là cái người ta trồng ấu nó nói chung cũng được, chứ tỉ như đất người ta ít hai ba công này kia đó bạn, nên ít có làm ruộng. Người ta trồng ấu này nó thu nhập hơn, với nó đỡ cái chi phí nữa mà. Cái làm ruộng chi phí nặng hơn trồng ấu nè. Hôm qua nghe cô nói là trồng ở đó 2,5 công mà chi phí khoảng chừng 2 triệu thôi bạn. Còn mình làm ruộng là một giờ một công, là công ruộng bây giờ là chi phí gần 2 triệu rồi đó. Nếu mà 3 công là gần 6 triệu đó. 3 công 6 triệu. Ừ. Cái này mấy tháng đã, mấy tháng có trái đã? 3 tháng. 3 tháng. Ừ. Lâu hơn lúa hả? Bằng lúa. Bằng lúa. Bằng lúa đó. Bằng lúa. Mà người ta thu hoạch 3 tháng đó, người ta thu hoạch dài trong vòng tháng trời nha. Thu hoạch được mấy lần. Nào tàn thôi. Lúa thì được có 2 à. Cắt xong rồi ra chát thêm lần nữa là hết rồi. Thôi mình cũng xin mời các bạn ăn ấu với mấy anh em mình nha. Mình cũng chia sẻ video của người dân ở đây, người ta trồng ấu này kia các bạn, trồng ấu rồi cách thu hoạch ấu này kia các bạn. Nào giờ mình cũng mới thấy, cũng thấy người ta trồng cũng thu nhập cũng được các bạn. Nhưng mà đó thì cái dạng như cái nơi mà ta trồng nhiều thì không biết sao, chứ còn trồng ở đây thì ăn ấu này ngồi ta chứ bán đủ ăn thôi. Này hủi chừng mũ của nó ngoài ăn này muốn ăn hoài á. Ừ. Ăn chúng mấy củ già béo á, ăn muốn ăn nữa, ăn bột nữa, bột cái miệng thì muốn ăn, mà cái người thì muốn không muốn ăn, mà cái miệng cứ đòi ăn hoài á. Giống như ăn cà na chấm ớt cay cỡ nào cay muốn nghỉ rồi đó, nhưng mà phải ăn nữa. Bột quá bạn ơi, đừng nhắc cà na muối ớt nha. Công gọt cũng chết luôn, hai anh ngồi cứ múc lụm múc lụm múc lụm có bột bài. Cái này là cái cuốn cháo. Ừ. Lên bắt đầu hôm qua có quay rồi, không quay rồi, có quay sát lên dính dính trong cây. Ừ. Cũng kiểu như cái bông súng với cái lá bông súng vậy đó. Ngon quá. Bột này mình vô mình mò được mấy cái dưới đất kia, ba cái già thì đó, già nó gớt xuống đó. Ừ. Mấy ấu đó ăn, mấy ấu đó ăn mới đã. Hôm qua cũng nhóc nữa. Ấu đó nói gì nữa, một không thôi. Okay. Mình cũng hơi chia sẻ cái video đi thu hoạch ấu, thì mấy anh em cũng có mua về ít về để ăn các bạn ơi. Chia sẻ đến các bạn xem cách người ta trồng ấu và thu hoạch ấu các bạn. Video mình đến đây cũng xin kết thúc các bạn ơi. Giờ chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.